nay nhắc sẽ hướng dẫn cho mọi người một số kỹ thuật khi mà địch thủ nhìn cổ chúng ta cận chiến để sử dụng cái đòn gối. Thì đầu tiên khi mà địch thủ bắt được cổ của chúng ta thì cái phần vai và phần cổ chúng ta đẩy cao lên. Lúc này chúng ta xoay hết biên độ, một xoay bên phải, xoay bên trái để phá cái tay của địch thủ. Cái người của mình phải giữ thẳng. Đó là điều đầu tiên. Điều thứ hai, khi địch thủ bắt cổ chúng ta khóa một bên phải thì chúng ta sử dụng tay phải chúng ta chắn ngay phần mặt để đẩy thủ ra, hoặc là bên trái chúng ta khóa bên da trái thì chúng ta đẩy này ra thì chúng ta sẽ quýnh được gối lên. Tiếp, khi mà địch thủ bắt cổ chúng ta muốn luồn tay lại, sử dụng bên phải thì chúng ta đẩy cái da phải lên. Lúc này cái da phải luồn đi trong cái tay mình kéo lên thì tu lại cổ của địch thủ. Tương tự bên trái. Yeah.